bạn ơi, hôm nay mình sẽ nói về 6 series fantasy mà mình thích nhất. Mình sẽ không nói về Harry Potter, bởi vì trong mọi danh sách về những fantasy mình yêu thích nhất, chắc chắn sẽ luôn có Harry Potter rồi, và nó sẽ luôn đứng đầu. Thế cho nên mình sẽ không cần nhắc lại nữa. 6 series này sẽ là 6 series khác, không phải là Harry Potter. Series đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là bộ The Thief của Megan Willer-Turner. Đây là một series nó không thuần túy là về phép thuật, và nó cũng không có thế giới ma thuật gì cả, nhưng mà nó lại là những cái vương quốc và có vua nữ hoàng thống trị. Cả bộ truyện sẽ nói về một nhân vật trung tâm duy nhất, đó là Eugenides, là một tên trộm. Ở tập 1 thì là cậu có nhiệm vụ là phải đi ăn trộm một món đồ ở vương quốc láng giềng, là vương quốc Atolia. Sau đó đến tập 2, rồi đến tập 3, cậu không còn là tên trộm nữa, và cậu sẽ trở thành vua của một nước cơ. Nó rất là hay, nó có yếu tố tình cảm, nhưng mà cái lãng mạn ở trong chuyện này nó độc đáo lắm. Không phải là một mối quan hệ thuần túy tình cảm giữa hai con người đâu, mà cái tình cảm ở đây nó tinh tế lắm. Tác giả không miêu tả cụ thể là hai người này yêu nhau đến mức như thế nào, mà cái cách thể hiện lại thông qua việc là cái nhân vật này hành động như thế nào với nhân vật kia, và họ gián tiếp thể hiện cho nhau cái tình cảm của họ. Khi mình đọc ý, mình thấy là hai cái con người này họ rất lạnh lùng với nhau. Có thể nhân vật chính của chúng ta tên trộm thì không lạnh lùng bằng cái cô kia, nhưng mà mặc dù họ lạnh lùng với nhau như vậy, nhưng mà ta thấy được cái tình cảm của họ với nhau như thế nào, và cách họ thể hiện ra điều đó trước mặt bao nhiêu người khác như thế nào, rất là đặc biệt ở chỗ đấy. Và bởi vì nó không thuần túy về mặt tình cảm nên mình mới thích cái series này đến mức vậy. Và cái cuộc phiêu lưu cũng rất là thú vị. Cái hay ở chỗ này nhá, là đến các cái tập sau, ngoại trừ tập 1 duy nhất thì nói về hành trình của tên trộm, nhưng mà từ tập 2 trở về đi thì chúng ta sẽ không nói riêng về tên trộm nữa, mà sẽ nói về những nhân vật khác trong chuyện, nhưng luôn xoay quanh, quay lại về nhân vật chính là tên trộm. Và bây giờ là có 5 tập tất cả rồi, và mình đã đọc hết, và mình chỉ còn đợi mỗi tập cuối cùng nữa thôi. Nhưng mình cũng phải nói trước là bộ truyện này đọc hơi khó, cái cách viết nó rất là dày đặc và ít thoại, chủ yếu là các cái lời kể, các cái đoạn văn dày chữ, nên là có thể sẽ khiến các bạn hơi ngán ngẩm nếu bạn muốn thử đọc bộ truyện này. Bộ thứ hai là Carnival của Stephanie Gabor, đã có 3 quyển ra hết rồi. Mình đặc biệt thích bộ Carnival và nó làm mình nhớ tới cái chuyện Rạp Sức Đêm của Erin Morgenson. Này nói về một cái lễ hội hóa trang Carnival. Mình chỉ có thể tham gia cái lễ hội này với điều khi mà mình có giấy mời của người chủ nhân của cái lễ hội Caravan, tên là Legend. Đây là một người đàn ông rất là bí ẩn. Câu chuyện nói về hai chị em là Scarlett và Tala, ở sống một cái hòn đảo xa xôi này, và họ mong ước nhiều thứ tốt hơn. Cô Scarlett là cô chị Scarlett là người rất bình tĩnh, và cô ấy sắp cưới một người mà cô chưa bao giờ gặp, và họ chỉ mới trao đổi thư từ với nhau thôi. Cô em Tala thì nổi loạn và tinh nghịch, năng động hơn so với cô chị, và đương nhiên là cũng bồng bột hơn nữa. Chính vì vậy mà Tala không hiểu tại sao Stella lại có thể cưới một người mà mình chưa bao giờ gặp. Thì cô Stella, cô ấy phải làm như vậy để có thể thoát khỏi ông bố độc ác của họ. Và qua một anh thủy thủ này, và hai người này có được cái giấy mời để đến tham dự cái lễ hội Caravan đó, cái lễ hội mong ước của tất cả mọi người, ai cũng muốn được tham dự lễ hội này. Đến đó thì Tala mất tích, Stella phải đi tìm em gái mình. Lễ hội Caravan này nó như là một trò chơi vậy, tổ chức rất là nhiều ngày, vượt qua những cái chặng này, và chúng ta có manh mối dẫn từ cái này dẫn đến cái kia, và cuối cùng sẽ dẫn đến việc Stella tìm được Tala ở đâu. Thì đấy là câu chuyện ở tập 1, và sau đó tập 2 thì sẽ lấy điểm nhìn từ Tala, và đến tập 3 thì lấy điểm nhìn từ cả hai chị em luôn, để giải quyết về những cái bí ẩn xoay quanh hội Caravan này và mối quan hệ của hai chị em này với hai người tình bí ẩn. Chuyện này thì chắc chắn là lãng mạn rất rõ ràng, nhưng mà cái lãng mạn của nó huyền bí, nó kỳ ảo ấy. Nó giống như là Rạp Sức Đêm vậy, mình cảm thấy được cái không khí của pháp thuật, nó mơ hồ, nó diệu kỳ, nó bay ở trong không khí này. Mình rất thích cái không khí ở trong một cái rạp xiếc
rồi trong một cái hội caravan vậy. Nó có gì đó ma quái, nó bí ẩn, rất là hồi hộp, nó rất kích thích mình và khiến mình cảm thấy một cái không khí lãng mạn của tình yêu. Câu chuyện này thực ra lại có rất nhiều cái cảm xúc trong đó, và cái tình yêu nó là yếu tố chính của chuyện, nó tạo nên câu chuyện này. Bởi vì tất cả những gì các nhân vật thực hiện ở đây đều là vì tình yêu. Hai chị em này, và rồi mỗi người trong hai chị em này lại yêu một người khác này, và cả hai người đàn ông đó thì họ thể hiện tình cảm nào này, và tất cả những cái tình cảm đó nó được thể hiện qua cảm xúc. Và rồi họ phải ra bí mật về gia đình của chính mình này, về bố mẹ mình thế nào này, và mọi thứ nó đều là những cái tầng lớp cảm xúc, chứ nó không chỉ đơn giản là các sự kiện trong câu chuyện nữa. Với bộ Caravan này thì nó không có âm mưu chính trị, thuần túy là cảm xúc, lãng mạn, phép thuật. Bộ thứ ba của mình là The Girl and the Nightingale của Catherine Arden. Bộ này tên là Winter Night, có 3 tập tất cả. Thực ra thì mình mới đọc có 2 tập thôi. Còn một tập cuối cùng mình ngại quá, mình vẫn chưa đọc. Các bạn có thể mua được trên Fahasa, mình thấy giá tương đối là vừa phải. Bộ này thì có một cái không khí mùa đông dày đặc, bởi vì bối cảnh nó tại nước Nga. Và theo như mình biết thì nó là dựa trên các cái câu chuyện cổ tích, các câu chuyện dân gian của Nga nữa. Tên nhân vật trong truyện cũng là tên Nga. Nhân vật chính là nói về một cô gái, Vasya. Mình không nhớ rõ tên của cô ấy là gì, nhưng mà cô ấy là một cô bé rất kỳ lạ, có một mối quan hệ rất là đặc biệt với cả một vị thần ở trong rừng, lại là tình yêu, nhưng mà nó cũng không rõ ràng. Đến tận bây giờ cũng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ giữa cô này với cả vị thần đó như thế nào. Nhưng đấy chỉ là một đường dây khác của chuyện thôi. Còn lại cái mạch chuyện chính là cô này là một người kỳ lạ. Dân làng thì đều không thích cô này, bởi vì cô ấy có cái tố chất kỳ lạ đó này. Cô ấy nhìn thấy ma quỷ này, người ta cho rằng nhìn thấy ma quỷ như thế lại là, thì cô này là một điểm xấu của gia đình. Khi đọc chuyện này chúng ta không cảm thấy có sự kỳ ảo nữa như ở Caravan, hay là một cái cuộc hành trình phiêu lưu hồi hộp kịch tính như là ở The Thief. Mà trong chuyện này mình cảm thấy nó cái không khí rất là lạnh lẽo này, rùng mình này, lúc nào cũng cảm thấy có một cái gì đó không ổn sắp xảy đến. Chưa bao giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc chuyện này, tức là luôn biết trước được rằng là cái kết của nó có thể sẽ không được tốt đẹp gì cả. Với nhân vật chính sẽ có những mất mát, sẽ có những đau đớn, và sẽ có sự thất vọng, hoặc là một tình yêu không phải đáp trả. Bộ truyện này nó tạo ra được cái không khí như vậy cho người đọc. Chính vì thế mà chúng ta không cảm thấy thất vọng, bởi vì mình đã kỳ vọng những cái cảm xúc đó rồi. Thế cho nên là cái kết nó không khiến chúng ta thất vọng tí nào, kể cả khi cái kết đó là một kết không được tốt đẹp. Phép thuật ở trong này lại không rõ ràng, nó rất là mờ mịt, đúng kiểu lạnh lẽo mà cái bối cảnh của chuyện đã tạo ra. Nên là một câu chuyện cũng rất là kỳ bí mà đáng để đọc. Bộ tiếp theo, The Darker Shade of Magic của V. Schwab, Victoria Schwab. Bài rất là nổi tiếng với rất nhiều series kỳ ảo rồi. Và đây là bộ mà mình thích nhất của bài. The Darker Shade of Magic có 3 chuyện nói về thế giới song song. Chúng ta có 4 thế giới song song, bối cảnh đều ở London, 4 cái London. London đỏ này, rồi xám này, rồi trắng này, rồi xám. London xám là cái thế giới của chúng ta ở hiện tại, hiện thực này. Còn London nữa là London trắng thì nó sắp bị pháp thuật tối nó nuốt chửng. Và còn một London nữa là nó đã bị nuốt chửng hoàn toàn rồi, chỉ còn cái đen tối thôi. Và một London chính là nhân vật chính của chúng ta. London này thì lại tràn đầy phép thuật. Nhân vật chính của chúng ta tên là Kel, là một trong những pháp sư Antari cuối cùng có khả năng rất đặc biệt là có thể di chuyển qua các thế giới. Cho nên Kel là người được phong như dạng như kiểu đại sứ, sẽ đi qua các thế giới để truyền đạt các cái tin tức và thông điệp từ vua ở London này sang vua ở London kia. Mình có 4 cái London, đó là đỏ này, xám, trắng và đen. London đen thì là London đã bị tiêu hủy rồi, bị nuốt chửng bởi thứ phép thuật độc hại. Điều thú vị ở chuyện này đó là việc di chuyển qua các thế giới. Mỗi thế giới lại có một cái
hệ thống pháp thuật, một cái hình thức cai trị rất là đặc biệt. Ví dụ với London trắng thì nó là một hệ thống cai trị độc quyền, tàn bạo, máu me, đầy bạo lực. Còn với London xám thì nó chính là cái quân chủ phong kiến hiện thực của chúng ta. Theo vì là có thể di chuyển qua thế giới cho nên cậu cũng trở thành một người buôn lậu, mang đồ ở thế giới này sang bán cho đầu tiên, và điều này là bị cấm nhưng vẫn làm bởi vì cậu khả năng. Khi cậu lấy được một thứ đồ ở đây rồi và tình cờ lại có tên trộm khác lấy trộm cái thứ đồ đó, và thứ đồ này có vẻ sẽ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người, hay là cậu phải đi tìm tên trộm và lại có một cuộc hành trình và phải ra rất là nhiều âm mưu khác nhau xảy ra. Tiếp theo là The Winner Trilogy của Mary Rukowski. Bọn này mình đọc tương đối lâu và mình không thực sự nhớ rõ nội dung, nhưng mà mình rất là thích bộ này bởi vì cái cách viết nó trầm lắng, nó không huyền ảo nhá, nó cũng không lạnh lẽo, nó cũng không phiêu lưu, nó cũng không có cái nội dung đặc sắc như là The Dark Shade of Magic, mà chuyện này nói về một cô gái 17 tuổi, con của một vị tướng, cô ấy tên là Castro, yêu một anh nô lệ là Arin. Vị tướng này rất là giỏi và chính vì vị tướng này mà rất nhiều cuộc chiến tranh nổ ra triền miên, và trong đó thì vương quốc của anh Arin này là bị đánh bại, cho nên Arin mới trở thành nô lệ. Họ gặp nhau là khi Castro quyết định mua Arin. Từ đó thì tình cảm này nở. Đây là một chuyện tình nhưng mà xảy ra trên nền cuộc chiến tranh giữa hai đất nước. Đất nước của Castro và đất nước của Arin đang gây chiến với nhau. Mạo hiểm việc yêu Arin thì Castro sẽ phải liều lĩnh đánh mất cả gia đình mình, và cô sẽ trở thành kẻ phản bội. Nhưng liệu cô có thể làm thế được hay không? Đọc chuyện này mình đặc biệt là thích nhân vật Castro bởi vì cô rất thông minh. Cô không hề mềm yếu và bị mù mắt với tình yêu. Cái gì cô cũng quyết tâm làm này, và suy nghĩ rất là chín chắn này. Trong tình yêu với cả Arin, cô không hoàn toàn là thả hết cả 100% vào nhân vật, vào mối tình đó đâu, mà vẫn có một cái phần nào đấy trong cô rất là lý trí, và cô vẫn giữ được cái sự bình tĩnh, cái thái độ đó của mình trong tình yêu. Nhưng không vì thế mà chúng ta bị mất đi cái ngọn lửa bùng cháy, cái tình yêu thuần khiết đó đâu. Trong suốt cả chuyện vẫn cảm thấy cái tình yêu của họ nó như một cơn gió nhẹ man mát thổi, chứ nó không phải là một cái cơn bão ùa vào. Nó rất nhẹ nhàng, rất là tinh tế, nó cứ thổi như thế thôi. Và đấy là trên nền một cuộc chiến vô cùng khốc liệt như vậy, và cả Arin và Castro đều phải lập các cái kế hoạch để giúp đỡ cho vương quốc của họ giành chiến thắng. Nhưng liệu Castro có giúp Arin để lấy lại công bằng cho vương quốc của Arin hay không? Bởi vì thực ra chính ông bố của Castro mới là người muốn đi gây chiến nước khác mà. Mình muốn bổ sung là vẫn còn một series nữa mà mình rất thích, đó là The Crown's Game và The Crown's Fate của Evelyn Skye. Đây là một bộ series nói về hai pháp sư và làm cuộc tranh tài để tìm ra được người sẽ phục vụ cho hoàng đế của nước Nga ấy, gọi là The Tsar. Mình không biết phát âm cái từ đó. Và cuốn sách này làm mình hơi nhớ đến Ra Sức Đêm vì nó cũng là một cuộc tranh tài giữa hai pháp sư, và theo lẽ tất nhiên hai người đó sẽ có tình cảm với nhau. Và trong series này cũng có một nhân vật thứ ba, đó là hoàng tử ấy, tức là người sẽ thành vua ấy. Và đây là cái nhân vật mình ghét nhất trong chuyện. Rất là yếu ớt và nó chẳng ra một cái hình ảnh gì là một hoàng tử. Cảm thấy nó không có quyền lực. Nhưng mà ngoài yếu tố đó ra thì còn lại hai nhân vật chính của chúng ta rất là hay. Mình không nhớ tên họ là gì, nhưng mà nói chung là
Đây cũng là một series rất là tuyệt vời với bối cảnh là ở nước Nga. Nên mình cũng cảm thấy cái không khí rất là lạnh và huyền ảo. Mà màu sắc của phép thuật nó có cái không khí giống kiểu chuyện Carol và chuyện Giáp Sức Đêm ý. Mà cái tình cảm giữa hai nhân vật chính này này, nó không theo cái hướng là lãng mạn mà trực tiếp gặp mặt nhau gì đâu, bởi vì họ lại là đối thủ của nhau ấy, cho nên cái tình yêu của họ giống như là trong chuyện Giáp Sức Đêm. Hai bộ truyện tiếp theo thì đã được dịch ở Việt Nam. Bộ đầu tiên là Mùa Sương của Samantha Shannon, đã mới có 3 cuốn thôi. Trông đợi tiếp những cuốn tiếp theo vì dự kiến là bộ này sẽ có tận 7 tập giống như Harry Potter vậy. Bộ này thì chắc là mình không cần nói nữa chứ. Nói về London vào năm 2059, khi mà có sự tồn tại của những người có khả năng đặc biệt mà chúng ta gọi là thấu thị. Tuy nhiên là con người bình thường không thích thấu thị và họ sợ. Những con người bình thường gọi là vô minh. Các vô minh không thích thấu thị và có những chính quyền độc tài được dựng lên ở London này để bắt các thấu thị và đem đi giết. Nhưng ở tập 1 nhân vật chính là Paige Mahoney, một thấu thị có sức mạnh rất lớn, bị bắt. Và cố phải ra là các thấu thị bị bắt không hề bị đưa đi nhốt hay là bị thí nghiệm hay là bị xử tử, mà họ bị bắt để đưa đi đến một nơi mới, nơi mà có một giống loài mới đã tồn tại ở đó từ rất lâu. Nhưng với mục đích gì? Tại sao giống loài đó lại ở đấy và tại sao họ lại cần các thấu thị đến mức như vậy? Đọc chuyện này để xem tình hình thế nào. Và đặc biệt là mình thích Mùa Sương này và tập 2 là Nghiệp Hội, vì cái không khí bí ẩn ma mị của nó ở đó, những vụ giết người, cái âm mưu, cái kế hoạch, không biết ai là ai, không biết nên tin ai. Nó như cái cảm giác nó như là những cái thời khắc nguy hiểm của các cuộc chiến ấy, cái lúc mà nó bình như thế chỉ để chờ đợi cho một cơn bão sắp nổi lên. Còn đến tập 3 Thăng Khúc thì mình lại không thích bằng hai tập này, bởi vì Thăng Khúc nó lại giống như là những chuyện đấu trường sinh tử hay là giải mã mê cung vậy. Bộ cuối cùng mình muốn nhắc đến đó là Người Anh Hùng, series Các Anh Hùng của Đỉnh Olympus của Rick Riordan, với hình như là có 6 hay 5 tập ấy, mình không nhớ. Mình có hết mà mình chẳng nhớ là 56 tập nữa. Đây là một cái bìa rất là cũ rồi. Tập đầu tiên là Ngày Hùng Mất Tích này. Tập thứ 2 là Con Trai Thần Nhất Tuyên này. Và chung có nhiều tập nữa mình không nhớ tên. Nhưng mà tại sao mình thích cái bộ này mà không phải bộ Percy Jackson? Bởi vì bộ này nói về cả thần thoại La Mã và thần thoại Hy Lạp và sự hòa trộn giữa hai thần thoại với nhau. Đấy là điều mình thích. Mình thích Hy Lạp rồi nhá, nhưng mà mình cũng có thích cả La Mã. Tác giả có cái ý tưởng là đi hòa trộn tất cả những các nhân vật này với nhau, nó rất là buồn cười và hay. Một toán cái lũ nhóc mười mấy tuổi trên một cuộc hành trình để đi cứu các vị thần. Nó là cuộc phiêu lưu hài hước và hành động. Bộ này thì đặc biệt thuần túy hành động, lãng mạn thì hầu như không có mấy, hành động rất là nhiều. Và cái sự hài hước của tác giả Rick Riordan thì vẫn ở trong này. Cái câu thoại mà nhân vật trong này nói kháy nhau ấy, không khác gì như dạng như kiểu Percy Jackson hay là Manor Chase hay là bộ Ken, Biên Sử Nhà Ken. Đó là những series fantasy ưa thích của mình. Và cũng đây là cũng nhờ vào việc mình xem BookTube bên nước ngoài và đã họ được họ giới thiệu những bộ sách hay như vậy. Mình có đọc cái bộ The Last Magician của Lisa Wow hay là Lisa Massilian, không nhớ tác giả nào nữa. Đọc thì The Last Magician cũng rất là hay và mình sẽ cố gắng đọc tiếp tập 2 để xem thế nào, vì có khả năng tập 3 sẽ ra năm nay. Bộ đề cũng được đấy,
chỉ là bởi vì mình mới đọc tập 1 nhưng mình chưa biết là có thể bộ đấy là thành bộ, thành series yêu thích của mình được hay không thôi. Bây giờ sẽ là lúc mà các bạn cho mình biết những series fantasy yêu thích của các bạn là gì. Cảm ơn đã theo dõi video này. Tạm biệt.